Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo chúng ta nên hạn chế tiêu thụ đường dưới 10% năng lượng ăn vào hàng ngày. Chất làm ngọt nhân tạo có thể cung cấp hương vị tương tự như đường mà không có thêm calo, khiến nhiều người nghĩ chúng như một chất thay thế, lành mạnh cho đường. Nhiều nhà sản xuất thực phẩm thêm chất làm ngọt nhân tạo vào nhiều loại thực phẩm và đồ uống được mọi người tiêu thụ hàng ngày. Việc sử dụng gia tăng các chất làm ngọt nhân tạo đã thúc đẩy cuộc điều tra về mức độ an toàn tổng thể của các chất thay thế đường này và bất kỳ tác động gây ung thư nào mà chúng có thể gây ra. Các nghiên cứu kết quả đã đưa ra những kết quả trái ngược nhau. Về bệnh ung thư, một số nghiên cứu được thực hiện với mô hình in vitro và động vật cho thấy vai trò của chất tạo ngọt nhân tạo trong sự phát triển và tiến triển của bệnh ung thư. Tuy nhiên, dữ liệu dịch tễ học đã không chứng thực những phát hiện tiền lâm sàng này. Tuy nhiên, đã có những lời kêu gọi đánh giá lại các mối liên hệ tiềm ẩn giữa chất làm ngọt nhân tạo và ung thư. Một công bố gần đây trên tạp chí PLOS Medicine mô tả nghiên cứu tiền cứu đầu tiên điều tra nguy cơ ung thư liên quan đến việc tiêu thụ chất làm ngọt nhân tạo. Đáng chú ý, trong khi các cuộc điều tra trước đây có xu hướng nhóm tất cả các chất làm ngọt nhân tạo lại với nhau, thì nghiên cứu hiện tại đã kiểm tra các chất làm ngọt nhân tạo khác nhau riêng lẻ. Nghiên cứu đã xem xét tác động của 3 chất làm ngọt nhân tạo Asufem Kali, được gọi là AK, Sanet thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, Sweet One thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, Aspartame, NutraSweet thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, Equal thương hiệu đã đăng ký bảo hộ và Sucralose, Splenda thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Các nghiên cứu trước đây thường sử dụng việc tiêu thụ đồ uống làm ngọt nhân tạo như một chỉ số về mức tiêu thụ thay thế đường tổng thể. Nhưng nghiên cứu hiện tại đã xem xét tất cả thực phẩm và đồ uống có chứa chất làm ngọt nhân tạo. Nghiên cứu bao gồm hơn 100.000 người trưởng thành tham gia Nutrinisante dựa trên dân số. Một nghiên cứu thuần tập trên toàn thế giới trên quy mô lớn được thiết kế để điều tra mối liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe. Những người tham gia cung cấp hồ sơ 24 giờ với thông tin chi tiết về chế độ ăn uống của họ, bao gồm cả việc tiêu thụ chất ngọt. Vào thời điểm nghiên cứu hiện tại, thời gian theo dõi trung bình là khoảng 8 năm và các nhà điều tra đã đánh giá mối liên quan giữa việc tiêu thụ chất tạo ngọt và tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Aspartame là chất làm ngọt nhân tạo được tiêu thụ phổ biến nhất cho 58% lượng tiêu thụ, tiếp theo là AK, 29% và Sucralose, 10%. Phân tích cho rằng những người tham gia tiêu thụ AK, aspartame và sucralose thấp hơn hoặc cao hơn nếu mức tiêu thụ tính toán của họ giảm tương ứng dưới hoặc trên mức trung bình. Các nhà điều tra cũng coi những người không tiêu thụ chất làm ngọt nhân tạo là một nhóm đối chứng. So với những người không tiêu thụ, những người tiêu thụ nhiều aspartame có tỷ lệ ung thư tổng thể cao hơn 15%. Ngay cả những người tiêu dùng thấp hơn cũng cho thấy tỷ lệ ung thư tổng thể cao hơn 12% so với những người không tiêu thụ. AK theo xu hướng tương tự với nguy cơ ung thư tổng thể cao hơn 12-13% ở cả hai nhóm tiêu thụ so với những người không tiêu dùng. Mặc dù tiêu thụ sucralose chỉ chiếm 1% nhỏ trong tổng lượng chất ngọt nhân tạo, những người tiêu dùng thấp hơn có nguy cơ mắc bệnh ung thư tổng thể cao hơn 3%. Nhưng không có mối liên quan nào được quan sát đối với những người tiêu dùng cao hơn. Nghiên cứu tiền cứu lớn này cho thấy rằng các chất thay thế đường làm tăng nguy cơ ung thư. Những phát hiện này hỗ trợ mối liên hệ tích cực giữa chất làm ngọt nhân tạo và ung thư. Vì dữ liệu trước đây về các chủ đề này đã được chứng minh là không nhất quán nên cần có nhiều nghiên cứu hơn. Đặc biệt là các nghiên cứu thuần tập mở rộng bổ sung trong lĩnh vực này. Các nghiên cứu in vitro và in vivo cũng cần thiết để hiểu các cơ chế tiềm ẩn liên kết sự tiến triển của ung thư và chất làm ngọt nhân tạo. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!